Hát chống quân là loại hình văn nghệ dân gian mang đậm tính cộng đồng làng xã của đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, hát chống quân đã bị mai một do sự phát triển của các loại hình văn hóa nghệ thuật khác do chiến tranh. Nhân dịp Xuân Bính Thân, chúng ta hãy cùng đến với câu lạc bộ hát chống quân xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội để tìm hiểu về loại hình nghệ thuật độc đáo này. Chứng kiến không khí say sưa tập luyện của các thành viên câu lạc bộ hát chống quân Khánh Hà, vào những ngày giáp Tết mới thấy sự đam mê, yêu văn nghệ của người dân nơi đây. Những câu luyến láy da diết của các nghệ sĩ chân đất cất lên thật đằm thắm và cuốn hút lòng người. Những người sống chết với nghiệp hát chống quân vẫn tương truyền câu chuyện nói về nguồn gốc điệu hát. Thuở xưa, Lê Lợi cầm quân đánh giặc. Khi nghỉ chân ở làng ven sông Khánh Vân, Đỗ Hà, Đan Nhiễm, vừa hay có đám mây ngũ sắc từ xa kéo tới, che kín cả đoàn quân. Hôm sau, đoàn quân vào trận và giành chiến thắng, cho đó là điềm trời trợ giúp. Lê Lợi đã phong làng Khánh Vân làm mây lành và Đỗ Hà, Đan Nhiễm là dấu tích vua ban. Để tưởng nhớ công ơn của nhà vua, dân làng mở hội khao quân và hát chống quân có từ ngày đó. Hát chống quân có rất nhiều làn điệu như cò là, hát dâu duyên, hát đối, hát họa hoa, hát họa trời, hát họa đất hay hát gọi. Chống quân nó có cái tình cảm, nó lưu luyến cho mọi người vì hát với nhau là có cái tình cảm. Chứ không phải là thế đến nỗi là phải là nam hay nữ ấy, mà chưa có vợ có chồng mà hát thì phải nói thôi, cứ ngày nào cũng thế, chỉ trừ vấn đề bận thì phải chịu, còn đâu là phải tới đấy để hát. Để hát đến bao giờ phải nói rằng mình hết bài hay là hoặc là nó khuya quá thì lúc đó mới về được. Một điểm đặc biệt nữa là ngoài ý nghĩa bảo lưu vốn cổ xưa của điệu hát, các nghệ nhân ngày nay còn sáng tác lời ca mới để truyền tải chủ trương, chính sách và những đổi thay trên quê hương của mình. Câu lạc bộ chúng tôi từ khi thành lập đến nay thì bà con và các cháu rất phấn khởi. Nhưng một cái mong muốn của chúng tôi mà để đảm bảo cho lâu dài, để được hoạt động thì cần có sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành. Về cái để giúp chúng tôi về cái hoạt động, giúp chúng tôi về cái kinh phí. Từ năm 2005 đến nay, mỗi năm câu lạc bộ mở một lớp tập hát chống quân cho 20 cháu từ 9 đến 15 tuổi. Qua gần chục năm, đã có khoảng 100 người dân trong 7 thôn được truyền dạy hát chống quân, trong đó có 45 thành viên thường xuyên tham gia sinh hoạt trong đội văn nghệ và tham gia biểu diễn dịp hội làng, lễ Tết. Đặc biệt, câu lạc bộ vinh dự có 6 ông bà được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Họ tin tưởng lớp trẻ yêu hát chống quân sẽ là những người giữ lửa cho làn điệu văn nghệ dân gian, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.